Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Các bạn thân mến, hồi tháng trước, cộng đồng mạng đã sục sôi trước một video và hình ảnh cho thấy tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc nổi lên ngay tại tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi, tại khu vực gần quần đảo Hoàng Sa. Đây là chủ đề rất nóng, khi đó khiến nhiều người đặt dấu hỏi, liệu có sự cắt ghép nào ở đây không? Đây là vô tình hay hữu ý khi tàu ngầm quân sự Trung Quốc nổi ngay cạnh tàu cá, hay vì sợ tàu cá Việt Nam nên tàu Trung Quốc nổi lên luôn, hoặc là tàu ngầm Trung Quốc chắc là gặp sự cố gì đó nên vô tình nổi lên. Dù sự việc đã xảy ra cách đây khá lâu nhưng cho đến nay, đây vẫn đang là vấn đề gây xôn xao, nhức nhối dư luận, khi sự thật mới chỉ được đưa qua các trang mạng truyền thông xã hội. Thực hư sự việc này là như thế nào mà cho đến bây giờ vẫn đang là một ẩn số? Vậy để giải đáp những thắc mắc của các bạn khán giả trong bấy lâu nay, hãy cùng tên kênh tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, căn cứ vào hình ảnh từ đoạn video của ngư dân Việt Nam, có thể dễ dàng nhận ra đó là tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa chiến lược lớp Tai-94A. Đây là phiên bản thế hệ thứ hai của tàu ngầm Tai-94. Chúng đều được xem là những chiếc tàu ngầm hạt nhân hiện đại và lớn nhất của Trung Quốc hiện nay. Lớp tàu ngầm này có chiều dài lên tới 135m, rộng 12,5m và nặng tới 11.000 tấn. Cho tới nay, các tham số về động cơ hạt nhân của nó vẫn còn là một bí mật. Có 6 chiếc Tai-94 và 094A đã được chế tạo với chi phí ước tính là 750 triệu đô la Mỹ một chiếc và được biên chế từ năm 2007 đến nay. Dù bí mật về hình dáng thiết kế nhưng theo giới phân tích, hình dạng của tàu ngầm Trung Quốc được sao chép giống với tàu ngầm hạt nhân đề án 667VDG của Liên Xô, phát triển từ những năm 1970. Tuy nhiên, khi Trung Quốc chế tạo tàu ngầm Tai-094A và sự xuất hiện lần đầu tiên của nó, khiến cho các chuyên gia quân sự quốc tế cho rằng tàu ngầm Tai-094A đã khắc phục được nhược điểm lớn của các tàu ngầm thế hệ trước là độ ùn trong khi di chuyển. Nhờ được trang bị công nghệ tĩnh âm của tàu ngầm Tai-093A, đặc điểm nổi bật của chiếc tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc là cái lưng gù nhô lên ở giữa thân tàu, nơi đặt 12 giếng phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa DL-2, loại tên lửa có tầm bắn khoảng 7.400 km. Chiếc tàu ngầm thế hệ mới mang tên Tai-94A lại được trang bị mẫu tên lửa đạn đạo mới JL-2A có tầm bắn lên tới 11.200 km, lớn hơn nhiều so với những loại tên lửa phóng từ tàu ngầm trước đó của Trung Quốc. Với tầm bắn này, tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân JL-2A được các chuyên gia nhận định rằng chúng có thể tấn công toàn bộ lãnh thổ nước Mỹ mà tàu ngầm không cần di chuyển khỏi căn cứ đang được bảo vệ nghiêm ngặt ở đảo Hải Nam. Ngoài ra, cũng theo đánh giá từ các chuyên gia quân sự, khả năng tấn công mục tiêu trên phạm vi toàn cầu của tàu ngầm Tai-94A từ các vùng biển ven bờ sẽ làm gia tăng đáng kể khả năng đáp trả hạt nhân của Trung Quốc trước bất cứ một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu nào. Đây được coi là một phần trong chương trình hiện đại hóa các lực lượng chiến lược của Trung Quốc, bao gồm việc tăng cường vệ tinh, cảnh báo sớm, hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa, máy bay ném bom tàng hình và tên lửa đạn đạo cỡ lớn. Tuy đã được triển khai, nhưng giới phân tích đặt dấu hỏi lớn về độ tin cậy của JL-2 khi có ít nhất 3 lần bắn thử thất bại vào các năm 2001, 2012, 2015 trên tổng số 6 lần bắn thử được tiết lộ. Sự khác biệt giữa Tai-094A và Tai-94 là không nhiều, có thể phân biệt qua kết cấu thượng tầng. Tàu Tai-094A có thượng tầng mượt mà, bo tròn hơn nhiều so với kiểu vuông vức của Tai-94. Nhìn chung, các tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc thường bị đánh giá là chưa đủ độ tin cậy, và thực tế lịch sử phát triển cho thấy nhiều vấn đề. Nói qua một chút về lịch sử phát triển tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc cho bạn nào chưa nghe và chưa biết. Như chúng ta đã biết, Trung Quốc đã phát triển tàu ngầm hạt nhân từ rất sớm, khi mà họ còn chưa đóng được các tàu khu trục tên lửa cỡ lớn hay tàu sân bay. Quả thực tàu sân bay được coi là biểu tượng sức mạnh tổng hợp của một quốc gia, là căn cứ nổi trên biển, có khả năng thực hiện hàng trăm phi vụ trong một ngày. Thế nhưng, đi cùng với đó là một chi phí vận hành rất đắt đỏ, đòi hỏi khả năng công nghiệp cực kỳ cao, cùng với áp dụng nhiều công nghệ hiện đại và phức tạp. Ngoài ra, sự to lớn, cồng kềnh cũng khiến cho tàu sân bay cần phải có một đội tàu hộ tống mạnh mẽ nếu không muốn trở thành một cái bia tập bắn. Tuy nhiên, tàu ngầm thì lại khác. Tàu ngầm là một loại vũ khí có khả năng ẩn mình rất tốt dưới mặt nước biển, cực kỳ khó phát hiện và có thể độc lập tác chiến. Và tất nhiên, việc chế tạo tàu ngầm sẽ trở nên đơn giản và tiết kiệm hơn so với tàu sân bay, nhưng vẫn mang lại được những khả năng răn đe chiến lược cần thiết. Trong khi đó, tàu ngầm hạt nhân là một trong các mục tiêu quan trọng nhất mà bất kỳ nước nào có khả năng chế tạo tàu ngầm đều muốn hướng đến. Chúng có thể lặn lâu hơn, đi xa hơn bất kỳ tàu ngầm diesel nào và trang bị vũ khí hiện đại, còn có thể hủy diệt cả một quốc gia. Đó cũng là lý do mà nhà lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông đã từng đặt mục tiêu là phải có bằng được tàu ngầm hạt nhân
ngay khi Mỹ đưa vào vận hành tàu ngầm nguyên tử đầu tiên ở những năm 1950. Trước những đánh giá của chuyên gia quân sự về sức mạnh của chiếc tàu ngầm Tai-094A của Trung Quốc, việc tàu ngầm Trung Quốc bất chợt nổi lên giữa các tàu cá của Việt Nam ở Biển Đông đã làm dấy lên lo ngại cho cộng đồng quốc tế. Và một câu hỏi được đặt ra lúc này rằng, sự xuất hiện này liệu có phải là lời đe dọa của Trung Quốc hay chỉ là tai nạn xảy ra ngoài ý muốn? Hãy cùng lên kênh tìm hiểu phần tiếp theo các bạn nhé! Thêm một bản tin của Forbes, sự cố đã xảy ra từ hồi tháng trước nhưng chỉ được đưa qua các trang mạng truyền thông xã hội. Chiếc tàu ngầm của Hải quân Trung Quốc có trang bị tên lửa đạn đạo, được cho là hoạt động gần quần đảo Hoàng Sa và nằm ở vị trí chiến lược trên Biển Đông. Sau một trận hải chiến khốc liệt với Hải quân Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1974, quần đảo Hoàng Sa đã thuộc quyền kiểm soát của Trung Quốc sau khi Bắc Kinh chiếm quần đảo này từ tay Việt Nam. Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền tại quần đảo này. Cũng theo nhận định của một nhà phân tích quốc phòng được trang mạng Newscom của Úc, cùng nhà phân tích cộng tác viên của tạp chí Không gian và Quốc phòng cho biết, việc chiếc tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc nặng 11.000 tấn bất ngờ nổi lên giữa các tàu đánh cá Việt Nam là một sự cố vô cùng bất thường. Bản tin của trang mạng Newscom của Úc cho rằng, tính năng quan trọng nhất của chiếc tàu ngầm là tàng hình, đồng nghĩa với việc là tàu có thể hoạt động và ẩn mình dưới nước trong nhiều tháng trời. Do đó, phải có một lý do nào đó đủ nghiêm trọng, thì con tàu này bất đắc dĩ mới phải nổi lên dưới ánh mắt soi mói của tàu bè một nước khác. Nhà phân tích nhấn mạnh, đây không phải là loại tàu được dùng để gửi đi một thông điệp như để răn đe các đối thủ, bởi vì thông thường, các tàu ngầm thường lánh xa tàu đánh cá vì những mối nguy hiểm tiềm tàng. Bản tin Newscom cũng nhắc lại một sự cố xảy ra vào năm 1984 khi một tàu ngầm hạt nhân Nga mắc vào lưới đánh cá của một tàu cá Na Uy. Sau nhiều giờ phấn đấu để tìm cách thoát ra khỏi lưới, chiếc tàu ngầm Nga đã buộc phải trồi lên mặt nước, phơi bày bí mật của mình ở ngoài khơi một quốc gia thuộc Liên minh NATO. Theo nguồn tin này thì việc Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo và củng cố các đảo này một cách bất hợp pháp đã biến toàn bộ vùng biển giữa Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Malaysia và Việt Nam đã trở thành ao nhà của Trung Quốc. Trung Quốc giờ có thể dễ dàng giám sát tàu bè tiến vào Biển Đông, trong khi các tàu ngầm hạt nhân của họ có thể ẩn mình sâu dưới biển và cảm thấy an toàn vì biết rằng bất cứ tàu ngầm hoặc máy bay này sẽ khó có thể lọt khỏi lưới kiểm soát của họ. Tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc trong cuộc được cho là đóng căn cứ tại vịnh Tam Bình, đảo Hải Nam, cách Hoàng Sa khoảng 100 dặm về hướng Tây Bắc. Thật nực cười khi cho rằng, một tàu ngầm hạt nhân khổng lồ nặng tới 11.000 tấn lại có thể bị nổi lên bằng những chiếc lưới đánh cá. Các bạn có nghĩ điều này là cực kỳ vô lý không nào? Thực tế, việc bắt gặp tàu ngầm hạt nhân nổi lên giữa biển là điều hiếm thấy, trừ khi đó là một cuộc diễn tập có sự chuẩn bị từ trước, bởi lẽ tàu ngầm hạt nhân có thể lặn sâu trong dưới biển trong một thời gian dài. Do đó, không có lý do gì mà trong khi đang làm nhiệm vụ lại phải trồi lên giữa một vùng biển xa bờ, làm lộ vị trí chiến đấu và dễ dàng bị tiêu diệt trong trường hợp có giao tranh. Mặt khác, khi nổi tàu ngầm sẽ không thể thực hiện các biện pháp phòng vệ, mà chỉ như một mục tiêu nổi bật giữa biển, không thể nào chống trả lại một cuộc tấn công từ tàu mặt nước. Bởi vậy, chỉ khi nào tàu ngầm hạt nhân gặp vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, đe dọa tới tính mạng thủy thủ, thì mới nổi lên bất thường. Vậy không thể nào loại trừ khả năng vụ chạm mặt tàu cá ngư dân Việt Nam là do một sự cố nào đó khiến thuyền trưởng cho tàu Trung Quốc nổi lên ngay lập tức. Ngay từ lúc Trung Quốc bắt đầu chế tạo tàu ngầm, cho đến nay đã không ít lần xảy ra sự cố, kể cả tàu ngầm Tai-94 cũng phải mất một khoảng thời gian dài, chỉ loanh quanh ở căn cứ, không dám đi biển ra vì không có độ tin cậy. Cho nên việc tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc bị trục trặc là chuyện bình thường, chỉ có điều họ không công khai những chuyện như vậy. Bởi vậy, chúng ta chỉ có thể quan sát bên ngoài mà không thể trực tiếp biết được đã có chuyện gì xảy ra. Bên cạnh đó, có một số người cho rằng, có thể tàu ngầm Trung Quốc nổi lên vì bị vướng hoặc bị sợi lưới đánh cá của ngư dân quấn vào chân vịt. Tuy nhiên, thiết nghĩ điều này không thuyết phục lắm. Các loại tàu ngầm thường có khả năng lặn sâu từ 300 đến 400 mét. Đây đều là những độ sâu mà chắc chắn lưới đánh cá không thể nào chạm tới. Bởi vậy, không thể nào có thể uy hiếp tàu ngầm bằng lưới đánh cá khi mà tàu ngầm đang lặn để làm nhiệm vụ. Vậy thì liệu có lo ngại việc tàu cá của ta tiến quá gần khi tàu chiến Trung Quốc tấn công hay không? Thực tế, ít khi lực lượng quân sự vô cớ tấn công tàu cá của ngư dân, cho nên việc ngư dân Việt Nam di chuyển gần tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc không là mối đe dọa quá lớn ở khoảng cách đủ để va chạm không xảy ra quá lớn. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Siêu bão Sodelo dự báo sẽ đổ bộ vào Đài Loan vào chiều tối ngày 18 tháng 9 và đến ngày 19 tháng 9 sẽ đổ bộ vào các tỉnh miền Đông Trung Quốc. Để chủ động đối phó với siêu bão, chính quyền Đài Loan Trung Quốc đã đình chỉ hàng loạt chuyến tàu.
và di chuyển khẩn cấp hơn 2.600 dân ra khỏi vùng nguy hiểm, trong khi Trung Quốc khởi động báo động khẩn cấp cấp 3 để đối phó với cơn bão. Theo Cơ quan Khí tượng Trung ương Trung Quốc, siêu bão Sodelor, Trung Quốc gọi là cơn bão số 13, có sức gió giật mạnh nhất lên tới 209 km/h, dự báo sẽ đổ bộ vào Đài Loan vào chiều tối ngày 19 tháng 9 và đổ bộ vào các tỉnh miền đông Trung Quốc vào ngày 20 tháng 9. Dự báo khi vào đất liền, sức gió sẽ còn mạnh hơn, tạo ra những đợt sóng cao từ 8 đến 10 mét để đối phó với siêu bão Sodelor. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã ra chỉ thị yêu cầu các địa phương liên quan và các cơ quan chức năng triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa tổn thất về tài sản, bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân. Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc khởi động cảnh báo cấp 2 đối với sóng lớn và chiều cường, trong khi Cơ quan Phòng chống thiên tai Quốc gia Trung Quốc phát đi cảnh báo cấp 3 đối phó với bão, cử 7 đoàn công tác đến các tỉnh miền Đông Trung Quốc để chỉ đạo công tác chống bão. Do ảnh hưởng của bão, hàng loạt các chuyến bay đi và đến các tỉnh miền Đông Trung Quốc sẽ thay đổi lịch trình trong 2 ngày nay. Tất cả các chuyến bay từ Bắc Kinh đến thành phố Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến sẽ ngừng hoạt động. Còn tại Đài Loan, Cơ quan Khí tượng Đài Loan dự báo bão Sodelor sẽ tàn phá mạnh nhất trong khoảng thời gian từ tối qua đến rạng sáng nay. Dự báo sức gió sẽ còn mạnh lên khi đổ bộ đến Đài Loan. Để chủ động đối phó, chính quyền Đài Loan đã huy động hơn 32.000 binh sĩ sẵn sàng công tác cứu hộ, yêu cầu tất cả các cơ quan phải tiến hành các biện pháp phòng ngừa, chủ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp như sóng lớn, sạt lở đất, cũng như chú ý các an toàn công trình xây dựng. Từ chiều hôm trước đó, hơn 2.600 hộ dân tại 3 điểm đảo xa bờ đã buộc phải sơ tán vào nơi trú ẩn an toàn, các dịch vụ chở hàng và chở khách giữa các hòn đảo đã phải đình chỉ. Siêu bão Sodelor đã đổ bộ vào quận Tường An của thành phố Hạ Môn thuộc tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc, rạng sáng ngày 19 tháng 9 với sức gió lên tới 172,8 km/h. Theo Tân Hoa Xã, đây là cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay tính đến thời điểm này và cũng là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào phía nam tỉnh Phúc Kiến kể từ khi các số liệu địa phương được lưu giữ năm 1949. Gió mạnh đã rung lắc cửa sổ trên các tòa nhà cao tầng, làm gián đoạn việc cung cấp nước tại nhiều khu vực của thành phố Hạ Môn. Công ty điện lực thành phố Hạ Môn cho biết bão Sodelor đã làm hư hại nghiêm trọng hệ thống đường dây điện, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng. Các đảo ngoài khơi thành phố Hạ Môn cũng trong tình trạng tương tự. Bão Sodelor tràn vào đúng kỳ nghỉ lễ kéo dài 3 ngày. Nhiều trường học tại các thành phố Duyên Hải Phúc Châu, Hạ Môn, Trường Châu, Tuyền Châu và Phù Điền của Phúc Kiến đã phải đóng cửa vào ngày 18 tháng 9 để phòng bão. Cơ quan quản lý đường sắt tại Nam Xương, tỉnh Giang Tây đã hủy 144 chuyến tàu hỏa hoạt động từ 3 ngày nay. Trước đó, bão Sodelor đã quét qua cực phía nam vùng lãnh thổ Đài Loan, Trung Quốc, làm một người thiệt mạng và 38 người bị thương. Bão cũng gây mưa to gió lớn và khiến hàng nghìn hộ gia đình mất điện. Các trường học và các công sở tại nhiều quận phải đóng cửa, đa số các chuyến bay nội địa bị hủy, trong đó có tất cả các chuyến bay cất cánh từ sân bay Cao Hùng. Nhiều chuyến bay quốc tế ở sân bay này cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Động đất Ludian, tỉnh Vân Nam. Thưa quý vị, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày thứ Tư vừa qua, một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter đã xảy ra tại huyện Ludian, thành phố Chiêu Đông, tỉnh Vân Nam. Tâm chấn của trận động đất ở vị trí 27,1 độ Vĩ Bắc, 103,3 độ Kinh Đông, với độ sâu tâm chấn là 12 km và 1.335 dư chấn. Tính đến 15 giờ ngày 19 tháng 9, tổng cộng 617 người đã thiệt mạng trong trận động đất, bao gồm 526 người ở huyện Ludian, 78 người ở huyện Khaochia, 1 người ở huyện Triệu Dương và 12 người ở huyện Huje, 112 người mất tích, 3.143 người bị thương và 22,97 triệu người bị ảnh hưởng. 10.000 người đã được chuyển đi và tái định cư khẩn cấp. Khu vực thiên tai đã ảnh hưởng đến 1.088.400 người, 80.900 ngôi nhà bị sập và chính phủ trung ương đã phân bổ 2,2 tỷ nhân dân tệ trong quỹ cứu trợ thiên tai. PLA và lực lượng cảnh sát vũ trang có gần 10.000 quân để cứu trợ trận động đất. Khi rời Bắc Kinh để thị sát lần đầu, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã chọn điểm dừng chân đầu tiên ở khu vực bị động đất là Ludian, Vân Nam. Vào chiều ngày 18 tháng 9, ông Tập Cận Bình đã đi xe gập ghềnh đến thị trấn Long Tao San, tâm chấn của hẻm núi đang được cứu trợ động đất với nhiều thương vong. Trên bảng triển lãm, những bức ảnh trước và sau trận động đất tương phản rõ rệt, vẻ mặt của ông rất trang trọng. Vào ngày hôm đó, trụ sở phục hồi và tái thiết sau thảm họa của trận động đất Ludian mạnh 6,5 độ Richter ở tỉnh Vân Nam đã thông báo tại thị trấn Long Tao San, huyện Ludian rằng sau thời gian làm việc chăm chỉ,
việc khôi phục và tái thiết sau thảm họa của trận động đất Ludian mạnh 6,5 độ Richter đã được hoàn thành hoàn toàn. Vào lúc 16 giờ 30 phút theo giờ Đài Bắc, một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter đã xảy ra tại huyện Ludian, thành phố Chiêu Đông, tỉnh Vân Nam, tâm chấn ở 27,1 độ vĩ Bắc, 103,3 độ kinh Đông với độ sâu tâm chấn là 12 km. Vào lúc 19 giờ 07 phút cùng ngày, một trận động đất nữa mạnh 4 độ Richter xảy ra tại huyện Ludian, thành phố Chiêu Đông, tỉnh Vân Nam, vị trí ở kinh độ 103,6 độ, vĩ độ 27,1 độ. Độ sâu tiêu cự là 8 km. Vào lúc 22 giờ 28 phút, một trận động đất có cường độ 4,1 độ Richter xảy ra tại huyện Ludian, thành phố Chiêu Đông, tỉnh Vân Nam, tâm chấn ở 27,1 độ vĩ Bắc, 103,3 độ kinh Đông với độ sâu tâm là 11 km. Tính đến 8 giờ ngày 19 tháng 9, tổng cộng 1.335 dư chấn đã được ghi nhận. Trong đó, có 10 trận động đất có cường độ từ 5,0 đến 5,9 độ Richter, 4 trận động đất có độ lớn từ 4,0 đến 4,9 độ Richter và 8 trận động đất có độ lớn từ 3,0 đến 3,9 độ Richter. Theo trang web của Cục Quản lý Động đất Trung Quốc, mạng lưới động đất Trung Quốc xác định một trận động đất có cường độ 3,2 độ Richter xảy ra tại huyện Ludian, thành phố Chiêu Đông, tỉnh Vân Nam, với tâm chấn ở vị trí 27,1 độ vĩ Bắc, 103,3 độ kinh Đông. Huyện Ludian là một trong những quận thuộc quyền quản lý của thành phố Chiêu Đông, tỉnh Vân Nam, nằm ở phía đông bắc của tỉnh Vân Nam, phía nam của thành phố Giao Tông và bờ bắc của sông Niu Lan. Khoảng cách theo chiều ngang đông tây của quận là 50 km, theo chiều dọc bắc nam là 60 km, tổng diện tích là 1.519 km2. Trong đó, miền núi chiếm 87,9% tổng diện tích và diện tích đập chiếm 87,9% tổng diện tích. Tổng dân số là 385.700 người. Tâm chấn cách thành phố Chiêu Đông khoảng 49 km, cách tỉnh Lương Sơn 134 km, cách thành phố Liepanshui 161 km và cách thành phố Phan Chi Hua 167 km. Trận động đất được cảm nhận ở Côn Minh, Vân Nam, Thành Đô, Lạc Sơn, Trùng Khánh và những nơi khác ở Tứ Xuyên. Vào ngày 18 tháng 9, một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter đã xảy ra ở Ludian, Vân Nam. Theo công việc tại hiện trường động đất, thông số kỹ thuật điều tra là GB T18208.3/2011 và thang cường độ động đất Trung Quốc GB T17742/2008. Nhóm tại chỗ của Cục Quản lý Động đất Trung Quốc đã tiến hành điều tra thiệt hại do động đất ở các khu vực thiên tai và phân tích hồ sơ quan sát rung động. Cường độ cao nhất ở khu vực bị động đất là độ 9 và trục dài của đường đẳng tích nhìn chung là theo hướng Bắc Tây Bắc. Tổng diện tích của khu vực từ độ 6 trở lên là 10.350 km2, gây ra tổng cộng có 10 quận huyện thuộc các tỉnh Vân Nam, Tứ Xuyên. Trận động đất xảy ra gần đứt gãy Jude Giao Tông ở phía đông bắc và phía tây. Và kết quả cơ chế tiêu điểm cho thấy nó là một vết đứt gãy do rãnh trượt tấn công. Trận động đất này có một số đặc điểm, cường độ của một trận động đất tương đối cao, dân cư của quận Ludian tương đối đông đúc. Quận Ludian là một quận nghèo đói của quốc gia, khu vực động đất là địa hình núi và thung lũng, nó xảy ra ở một vùng núi với diện tích rộng. Thứ nhất, cường độ của trận động đất này tương đối cao. Vân Nam là tỉnh Tứ Xuyên xảy ra thảm họa động đất ở Trung Quốc. Trận động đất này là trận động đất 6,5 độ Richter khác kể từ trận động đất 6,5 độ Richter xảy ra ở Nghiêu An, Vân Nam. Nghĩa là trong thời gian qua không có lần nào xảy ra trận động đất mạnh có cường độ trên 6,5 độ Richter. Đã rất lâu kể từ khi trận động đất đầu tiên mạnh 7 độ Richter xảy ra ở Lệ Giang, Vân Nam vào năm 1996. Vì vậy, đây là sự kiện động đất tương đối nghiêm trọng xảy ra ở Vân Nam trong 10 năm qua. Do cường độ lớn và tâm chấn nông nên đã gây thương vong và thiệt hại về tài sản nghiêm trọng. Thứ hai, huyện Ludian là một khu vực đông dân cư ở tỉnh Vân Nam. Mật độ dân cư đông đúc khiến số lượng người dân trong vùng bị ảnh hưởng bởi trận động đất lớn này, thảm họa cũng tương đối nghiêm trọng. Thứ ba, quận Ludian là một quận nghèo đói trên toàn quốc, điều kiện kinh tế địa phương tương đối và khả năng chống động đất của các tòa nhà nhìn chung kém. Đây cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thiệt hại nặng nề trong thảm họa này. Thứ tư, khu vực động đất là dạng địa hình núi, đồi và hẻm núi. Do đang vào mùa mưa nên trận động đất gây ra nhiều thảm họa thứ cấp nghiêm trọng hơn như lở đất, lở đá, đá lăn và hình thành các hồ đập, cũng là trầm trọng thêm tình trạng mất mát do thảm họa này. Thứ năm, do trận động đất xảy ra ở khu vực miền núi gây gián đoạn thông tin liên lạc và giao thông, khiến hoạt động cứu hộ cực kỳ khó khăn. Hiện tại, dưới sự tổ chức của chính phủ, các hoạt động cứu trợ thiên tai khác nhau đang được tiến hành nhanh chóng. Lúc 17 giờ ngày 18 tháng 9, Cục Địa chấn Vân Nam lập tức kích hoạt tiếng vang cấp 1.
đội cấp cứu tại chỗ cùng 4 người do chỉ huy trưởng kiêm phó giám đốc Chen Quinn chỉ huy nhanh chóng đến khu vực xảy ra thảm họa lúc 17 giờ 35 phút với các thiết bị máy móc liên quan thực hiện giám sát động đất tại chỗ, điều tra thảm họa động đất, đánh giá tổn thất thiên tai, công khai phòng chống động đất và giảm nhẹ thiên tai, hỗ trợ chính quyền địa phương thực hiện công tác cứu hộ khẩn cấp. Và lúc 17 giờ cùng ngày, Ủy ban giảm nhẹ thiên tai tỉnh Vân Nam và Bộ Nội vụ đã phát động ứng phó khẩn cấp cứu trợ thảm họa cấp 2 và cấp phát đồ cứu trợ như 2.000 lều, 500 mảnh vải giọt màu, 3.000 bộ giường gấp, 3.000 mền và 3.000 chiếc áo khoác bông cứu trợ cho quận Ludian. Tính đến 15 giờ, tổng cộng 617 người đã thiệt mạng trong trận động đất, bao gồm 526 người ở huyện Ludian, 18 người huyện Cao Gia, 1 người ở huyện Triệu Dương và 12 người ở huyện Hu Dê, 112 người mất tích, 3.143 người bị thương và 22,97 triệu người bị ảnh hưởng. 10.000 người đã được chuyển đi và tái định cư khẩn cấp. Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 19 tháng 9 đã di rời khẩn cấp 229.700 người, 25.800 hộ và 80.900 nhà bị sập, 40.600 hộ với 129.100 nhà bị hư hỏng nặng, 151.200 hộ với 466.100 nhà bị thiệt hại nhẹ. Theo báo cáo, trận động đất đã gây thiệt hại cho 43,26 km đường cao tốc, thiệt hại kinh tế 860.000 nhân dân tệ, 5 cây cầu bị hư hỏng, thiệt hại kinh tế 2,5 triệu nhân dân tệ, 31 con đường bị sập, thiệt hại về kinh tế là 3,1 triệu nhân dân tệ. Mưa lớn diễn ra liên tiếp tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc khiến mực nước sông Bạch Thủy tại đây dâng cao 8,24 m chỉ trong một đêm, gây ra lũ lụt và lở đất nghiêm trọng. Người dân địa phương đã quay lại cảnh tượng tiêu điều do mưa lũ gây ra, trong đó ghi lại cảnh một ngôi nhà bị sập, nửa ngôi nhà bị rơi xuống sông và xe cộ bị nước lũ cuốn trôi. Vào khoảng 5 giờ sáng ngày hôm trước, ông Dư cư trú tại làng Dông Trang, quận Yijilang, Vân Nam đã tỉnh giấc khi nghe thấy một tiếng động lớn. Khi ông ra ngoài kiểm tra thì thấy bùn đất bị lở cách nhà ông chừng 20 mét và đang tràn về phía nhà ông. Ông Du kể, tôi đã đánh thức vợ và 4 đứa cháu trai, rồi chúng tôi chạy ra khỏi nhà ngay lập tức. Ngay sau đó bùn tràn vào khắp nhà tôi, chôn vùi tất cả đồ đạc, thiết bị và đồ dùng cá nhân khác trong nhà. Ông Du không biết liệu có ai có thể giúp đỡ gia đình mình hay không. Ông nói đến cuối đời, tôi cũng không thể có đủ tiền để xây một ngôi nhà khác, bây giờ tôi chỉ đang tìm cách để sống sót. Ngày 18 tháng 9, tờ Nhật báo Nhân dân đưa tin rằng, mưa lớn tiếp tục diễn ra tại các quận trong thành phố Giao Tông, bao gồm Zhenxiong, Yijilang, Yuanxin và các quận khác. Từ 11 giờ đêm ngày hôm trước đến sáng ngày 18 tháng 9, lượng mưa đạt hơn 200mm. Bản tin cũng cảnh báo người dân địa phương rằng trong khoảng 20 giờ tới sẽ có mưa lớn tại các quận, thành phố Giao Tông, bao gồm Yaoyang, Ludian, Xiaojia, Zhenxiong, Yijilang, Wenxin, Dangguan, Yangjin và Yongsan. Mưa lớn có thể gây ra việc bùn lở nhiều hơn. Ngày 19 tháng 9, CCTV, kênh truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin rằng mưa lớn làm mực nước sông Bạch Thủy dâng cao đột ngột và các tòa nhà gần sông bị ngập trong nước. Theo CCTV, trong một đêm nước mưa tăng 8,24m. Ngày 19 tháng 9, ông Lưu cư trú tại thị trấn New Jie ở quận Yijilang cho biết đây là trận lụt tồi tệ nhất trong hơn 60 năm qua. Tầng 1 của hầu hết các nhà trong thị trấn bị ngập nước. Ông Lưu cho biết rằng ông và những người dân trong làng đang giúp nhau bảo vệ đồ đạc cá nhân, bao gồm quần áo và các thiết bị dụng cụ thường dùng. Ông Du cư trú tại thị trấn Lưu Quang cho biết rằng nước lũ trong thị trấn của ông sâu khoảng 1,5 mét. Ông Du cho biết nơi bị lụt tồi tệ nhất trong thị trấn của tôi là khu phố ở đường Long Quang. Nước lũ ngập khoảng 2/3 đường. Các cửa hàng bị thiệt hại lớn. Khoảng 20 chiếc ô tô đã bị cuốn trôi, máy đào đất và xe tải đã bị cuốn đi hơn 10 mét do dòng nước lũ đổ về mạnh và bùn bị lở. Ông Du cũng cho biết thêm rằng điện và điện thoại đã bị cắt vào ngày 18 tháng 9 do trận lụt. Vào ngày 19 tháng 9, dịch vụ điện thoại di động đã hoạt động trở lại nhưng vẫn chưa có điện. Ông Chen cư trú tại quận Wenxin, thành phố Giao Tông cho biết rằng nước sông ở Wenxin chảy xiết, một cây cầu đã bị sập do hậu quả của trận lụt. Ông Chen cho biết ông và những người dân trong làng đều bị mất mùa màng, lợn và các loại gia súc khác. Ông Chen nói, Giao Tông là một thành phố nghèo, nhiều người không có điều kiện sống tốt. Giờ đây, người dân bị thiệt hại nặng nề do trận lụt, chính quyền yêu cầu chúng tôi phải tự cứu lấy mình. Nhưng bằng cách nào, tôi không có cách nào. Đây là trận lũ lụt nghiêm trọng thứ hai xảy ra ở thành phố Giao Tông trong năm nay. Vào giữa tháng 6, quận Yajin bị ngập lụt nặng.
Theo các bài đăng trên mạng xã hội, một số người từ thị trấn Pure chỉ có thể bất lực đứng nhìn những người thân của mình bị nước lũ cuốn trôi. Tuy nhiên, chính quyền địa phương và các kênh truyền thông nhà nước Trung Quốc không thông tin bất cứ trường hợp nào tử vong. Xả lũ đập Tam Hiệp có sức tàn phá gấp 25 lần sóng thần. Thưa quý vị khán giả, tiến sĩ Vương Duy Lạc hay còn gọi là Wang Weilu, một chuyên gia thủy lợi nổi tiếng, người đã dành nhiều thời gian nghiên cứu về công trình đập Tam Hiệp mới đây cho biết, đập Tam Hiệp không chỉ không kiểm soát được lũ, mà các quan sát và nghiên cứu mới nhất cho thấy sức công phá xả lũ của đập Tam Hiệp mạnh gấp 25 lần lũ tự nhiên. Vào ngày 18 tháng 9, trong cuộc phỏng vấn với tờ SOH, tiến sĩ Vương nói rằng ông tán thành kết luận trong một bài viết của các chuyên gia Trình Hải Vân, Chen Haigun, Trần Lực, Chen Li và Hứa Ngân Sơn, Chu Jixian thuộc Ủy ban Bảo tồn nước sông Dương Tử. Trong đó, bài viết kết luận rằng sau khi đập Tam Hiệp được đưa vào hoạt động, xảy ra một loạt các thay đổi về xả lũ ở hạ lưu sông Dương Tử hay còn gọi là sông Trường Giang. Tổng thời gian lũ tràn ở hạ lưu đập đoạn sông Dương Tử từ Nghi Sương tới Thạch Cầu rút ngắn từ 30 tiếng tự nhiên xuống chỉ còn 6 tiếng, tốc độ gấp 5 lần lũ tự nhiên và có sức tàn phá gấp 25 lần lũ tự nhiên. Tiến sĩ Vương cho rằng công trình Tam Hiệp cứ cho là tăng hay giảm lưu lượng xuống 5.000 mét khối mỗi giây đi. Với mức độ như vậy, nó liền thay đổi bản chất lưu động của nước sông, nó tạo thành những làn sóng đứng. Nếu bạn tưởng tượng một chút, nó hơi giống một con sóng thần, sóng của nó sẽ có cái cao, có cái rất cao. Sau đó, nó sẽ lao về phía trước bởi vì nó có độ cao, nên sau khi nó di chuyển về phía trước thì tốc độ của nó gấp 5 lần so với ban đầu. Tốc độ và động năng làm tăng sức mạnh và sức tàn phá lên 25 lần. Thời gian từ Nghi Sương đến hạ lưu được rút ngắn đáng kể. Do đó, trong một thời gian ngắn làm tăng áp lực lũ ở hạ lưu. Điều này cho thấy tất cả số liệu quy hoạch phòng lũ của công trình Tam Hiệp đều sai. Tiến sĩ Vương cũng nói rằng sức tàn phá của trận lụt được quyết định bởi động năng của nó, bởi vì điều này đã được chứng minh trong trận vỡ đập xảy ra trước đó. Vào năm 1975, khi đập Bàn Kiều ở tỉnh Hà Nam bị vỡ, kéo theo hơn 60 hồ chứa bị vỡ, khiến 23 vạn người chết. Đập Bàn Kiều vỡ với lưu lượng lũ chảy lớn nhất là 17.500 mét khối mỗi giây. Khối lượng xả của đập Tam Hiệp tăng từ 20.000 mét khối mỗi giây lên 45.000 mét khối mỗi giây thì việc xảy ra chuyện là bình thường. Đập Bàn Kiều vỡ, tốc độ dòng chảy tối đa hơn 30 km mỗi giây, có thể cuốn tàu chở dầu đi hàng chục km. Trong khi đập Tam Hiệp xả lũ tốc độ dòng chảy hơn 60 km mỗi giây, sức tàn phá của nó là lớn hơn nhiều so với vỡ đập Bàn Kiều. Tồi tệ hơn là cách quản lý sông Trường Giang sử dụng phương pháp cũ của Đức cách đây 100 năm, ở thượng nguồn lại xây dựng kênh rạch hóa và dỗi thẳng, dẫn đến tốc độ dòng chảy nhanh hơn. Vào thời điểm đó, dòng sông bị bùn hóa và kênh mương hóa, nghĩa là dòng sông ban đầu chảy theo hình chữ S và cong, giờ lại cắt đoạn cong làm nó thẳng ra. Chính phủ Trung Quốc sẵn lòng làm như vậy. Tại sao? Nếu dòng sông được làm thẳng, sẽ có rất nhiều đất để trồng lương thực và phát triển thành phố. Nhưng họ đã không thấy hiệu quả. Lũ chảy ngày càng nhanh hơn và áp lực của lũ ngày càng lớn. Với xung kích qua lớn như thế, áp lực đối với lũ hạ lưu sẽ rất lớn. Bởi vì tốc độ dòng chảy càng nhanh, kè sông ở hai bên sông Trường Giang không chắc đều là kè đất. Vì vậy, rõ ràng, chúng không thể chịu được sức tàn phá của lũ lụt, khiến tình hình kiểm soát lũ ở khu vực hạ lưu của đập ngày càng nguy hiểm hơn. Tiến sĩ Vương chỉ ra thêm rằng, công trình Tam Hiệp không hề có tác dụng trong việc kiểm soát lũ. Nó chỉ có thể làm ngăn chặn lũ rất nhỏ chứ không thể ngăn lũ lớn. Với trận lũ 20 năm gặp một lần thì Tam Hiệp không thể ngăn chặn được. Đừng nói đến lũ lụt sau 100 năm gặp một lần vì khả năng lưu trữ của hồ chứa Tam Hiệp được tính không chính xác. Vì Lý Bằng, cựu Thủ tướng Trung Quốc từng đề xuất vào năm 1984, tôi đã nói rằng nếu mục lưu trữ nước của Tam Hiệp đạt 180 m, khả năng lưu trữ của nó là 22 tỷ mét khối. Bạn trước tiên nên nhớ kỹ điều này, 180 với 22 tỷ, cuối cùng nó được phê duyệt như thế nào? Là 175 mét với sức chứa nước và khả năng lưu trữ của nó là 22,15 tỷ mét khối. Bạn có thấy vấn đề không? Mức chứa nước Lý Bằng nói là cao hơn 5 mét so với con số 175 mét. Nhưng khả năng lưu trữ lại nhỏ hơn tới 100 triệu đến 150 triệu mét khối. Điều này là không thể vì họ đã tính sai. Tiến sĩ Vương tiết lộ rằng sức chứa của đập Tam Hiệp đã bị tính toán sai từ đầu và nó đã là một thảm họa lớn. Nhưng những phần tử trí thức trong chính phủ nói rằng số liệu do lãnh đạo cho phép ghi bao nhiêu họ chỉ dám viết bấy nhiêu. Họ từ đầu tới cuối che giấu lỗi thiết kế công trình Tam Hiệp.
Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ cần những trí thức có tài năng thực sự, mà quan trọng hơn là những trí thức trung thành và nghe theo đảng. Và tính toán này là sai lầm. Vào thời điểm đó, giáo sư Trương Quang Đầu, hay còn gọi là Yang Guangdong, người chịu trách nhiệm thiết kế công trình Tam Hiệp, đã viết thư gửi phó giám đốc của Ủy ban xây dựng Tam Hiệp. Ông nói rằng dung tích đã bị tính toán sai. Điều này, Tiền Chính Anh cũng biết, Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang cũng biết, nhưng không thể nói với người dân Trung Quốc vấn đề này. Điều này được viết trong một lá thư. Ông ấy sai rồi thì sao? Điều đó có nghĩa là sai rồi thì sai rồi. Tam Hiệp thực sự không có tác dụng phòng lũ. Mưa lũ khiến hàng chục người chết, thiệt hại hơn nửa tỷ đô. Thưa quý vị, mưa lũ tại Trung Quốc mới đây đã khiến hàng trăm ngàn người dân phải sơ tán. Mưa lớn buộc 228.000 người phải di rời, hơn 1.300 ngôi nhà bị phá hủy và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới hơn 4 tỷ nhân dân tệ, khoảng 566 triệu đô la Mỹ. Theo Tân Hoa Xã Trung Quốc cho biết, tại khu tự trị dân tộc Trang Quảng Tây, Cục Quản lý Tình trạng Khẩn cấp tỉnh Quảng Tây đã xác nhận có 6 người thiệt mạng và 1 người mất tích sau nhiều ngày mưa lớn. Có hơn 1.000 khách sạn bị ngập đến hơn 1 mét do nước mưa, 5.000 cửa hàng bị ngập lụt và hơn 30 điểm du lịch bị phá hủy. Kể từ ngày 19, mưa lớn đã trút xuống nhiều nơi ở miền Nam Trung Quốc. Mực nước của 110 con sông ở nhiều tỉnh đã dâng lên mức nguy hiểm. Thời tiết khắc nghiệt đã giáng một đòn mạnh vào ngành du lịch của khu vực miền Nam Trung Quốc. Tại tỉnh Hồ Nam, ít nhất 13 người thiệt mạng trong các thảm họa do mưa và 8 người khác bị mất tích hoặc thiệt mạng ở phía tây nam tỉnh Quý Châu. Đường phố bị ngập úng ở địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Dương Châu, buộc người dân và du khách phải sơ tán trên những chiếc bè tre. Theo chính quyền địa phương huyện Dương Sóc, một điểm du lịch nổi tiếng, lũ bất ngờ đã buộc người dân và du khách phải sơ tán. Mực nước của 110 con sông ở nhiều tỉnh đã dâng lên mức nguy hiểm. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo mưa dông sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới ở miền Nam. Tại một số khu vực của tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến, Trung Khánh, Quý Châu, Quảng Tây và Hắc Long Giang. Đại dịch virus Vũ Hán mới qua đi thì miền Nam Trung Quốc đã phải hứng chịu thêm lũ lụt nghiêm trọng. Kể từ đầu mùa lũ, 8 tỉnh gồm Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Nam, Quý Châu và Vân Nam đã liên tục có mưa lớn, 52 con sông đã có mực nước vượt trên mức cảnh báo. Nhiều thành phố đã bị ngập lụt, nhiều người bị tử vong và mất tích. Gần đây, Quảng Tây, Hồ Nam, Quảng Đông, Vân Nam và các khu vực khác đã trải qua mưa lớn, nhiều địa phương đã bị ngập lụt và lở đất. Vào ngày 18 tháng 9, Đài Khí tượng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo màu vàng cho mưa bão. Dự kiến trong 2 ngày tới sẽ có mưa lớn ở các khu vực của Quý Châu, Hồ Nam, Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Tây và Quảng Đông. Vào ngày 18 tháng 9, Đài Khí tượng thành phố Lệ Phổ đã đưa ra 2 cảnh báo đỏ mưa bão liên tiếp. Huyện Dương Sóc đã đưa ra 3 cảnh báo màu đỏ mưa bão. Đài Khí tượng huyện Vĩnh Phúc đưa ra 4 cảnh báo mưa bão màu đỏ liên tiếp. Vào ngày trước đó, mực nước sông Liễu, thành phố Liễu Châu tăng vọt, mực nước cao nhất của trạm thủy văn Liễu Châu xuất hiện mực nước cao nhất 82,93m, vượt quá mực nước cảnh báo 0,43m. Các con đường dọc ven sông, tầng 1 của cửa hàng ở khu dân cư đều bị ngập. Vào cùng ngày, thôn Lợi Chu dân tộc Giao, huyện Điền Lâm, Quảng Tây xảy ra lũ quét. Từ thôn Lợi Chu đến làng Hà Khẩu, thị trấn Nhạc Lý bị sạt lở nghiêm trọng. Một số trường học và làng mạc ở địa phương đã bị đất đá trôi dạt vào. Toàn thôn đã phải khẩn cấp sơ tán hơn 400 người. Theo dự đoán của Cục Thủy văn huyện Dương Sóc, vào ngày 18 tháng 9, mực nước sông Ly đoạn đi qua huyện Dương Sóc sẽ vượt quá mức cảnh báo 2,2m trở lên, mực nước cảnh báo 109,5m. Các con sông vừa và nhỏ như sông Ngộ Long, sông Kim Bảo, sông Hưng Bình đã vượt quá mực nước cảnh báo. Video trên mạng cho thấy các con đường của nhiều thành phố, làng quê và thị trấn ở huyện Dương Sóc, Quảng Tây đã bị ngập nước. Nước đọng quá eo, lợn do người dân nuôi phải chạy lên trên lầu để lánh nạn. Quảng Tây xảy ra thiên tai lũ lụt vì mưa to liên tục trút xuống, khiến 323.468 người gặp nạn. 61 ngôi nhà và 128 căn phòng bị sập, một người bị sét đánh tử vong, diện tích nông nghiệp bị thiên tai lên tới 14.225 ha. Theo dự báo của Cục Khí tượng, lượng mưa lớn ở Quảng Tây sẽ không chỉ tiếp diễn mà còn tăng trong vài ngày tới. Mưa lớn đến mưa rất lớn sẽ xảy ra ở khu vực Quế Bắc và Quế Trung của tỉnh Quảng Tây. Vĩnh Châu, Hồ Nam bị ngập lụt. Vào ngày 18 tháng 9, một cơn mưa lớn đã xảy ra tại huyện tự trị Giang Hoa, dân tộc Giao, Vĩnh Châu, Hồ Nam. Theo thống kê sơ bộ, toàn huyện có tổng cộng 8 thị trấn và 20 thôn bị ngập nước. Trận lụt khiến quốc lộ 207 bị gián đoạn, 30.000 mẫu thuốc lá sấy và 7.000 mẫu lúa bị ảnh hưởng. Theo thông tin từ tài khoản Weibo chính thức của Giang Hoa, cho đến 23 giờ ngày hôm trước, huyện Giang Hoa đã có lượng mưa tối đa hơn 200mm, 21 trạm mưa trong huyện vượt quá mực nước 100mm.
vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 18 tháng 9, địa phương đã khởi động phản ứng khẩn cấp phòng lũ cấp 1. Toàn huyện có 8 thị trấn, 20 làng bị ngập nước, hơn 1.000 người đã được di dời. Cây nông nghiệp trồng dọc theo các con sông ở nhiều thị trấn như Hà Lộ Khẩu, Bạch Mang Doanh, Đại Lộ Phô, Đà Giang đều bị ngập lụt. Một số ngôi nhà dọc theo con sông ở thị trấn Đà Giang đã bị ngâm trong nước. Một cây cầu cổ 100 tuổi cũng đã gặp phải lũ lụt. Vào lúc 11 giờ sáng, khi nước lũ lên cao nhất, 3/4 cây cầu đã bị ngập trong nước. Bởi vì lũ lụt bất ngờ cuốn tới khiến nước sông đột ngột dâng cao, 5 người dân ở địa phương đã bị mất tích. 3 nhân viên của một công ty xây dựng điện gió ở Hà Lộ Khẩu đã bị lũ cuốn đi khi đang trên đường trở về ký túc xá. 2 nhân viên của một công ty khai thác mỏ bị mất tích lúc qua sông. 10 thành phố ở Quảng Đông bị ngập lụt. Gần đây, mưa lớn đã tiếp tục diễn ra ở Quảng Đông. Vào ngày hôm trước, đồng bằng Châu Giang, phía Bắc Dương Giang, phía Nam Thanh Viễn, phía Nam Thiểu Quan, Hà Nguyên đã xuất hiện mưa to đến rất to. 10 thành phố bao gồm Quảng Châu, Chu Hải, Sán Đầu, Huệ Châu, Đông Hoàn và Sán Vĩ ở tỉnh Quảng Đông đều có thiên tai. Đài khí tượng Thâm Quyến đã đưa ra tín hiệu màu đỏ cảnh báo mưa lần đầu tiên trong năm nay. Các trường tiểu học, trung học, mẫu giáo và nhà trẻ trong toàn thành phố đều nghỉ học cả ngày. Theo dữ liệu giám sát thủy văn, vào lúc 12 giờ ngày 18 tháng 9 có 5 trạm sông ở Quảng Đông có mực nước vượt quá mức cảnh báo. Theo dự báo thời tiết, từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9, Quảng Đông tiếp tục có mưa to cục bộ hoặc mưa cực lớn. Trong cơn dông, một số huyện thị sẽ có gió giật mạnh từ cấp 8 đến cấp 9. Từ 18 ngày nay, Quảng Đông đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa 1.057 lần, trong đó có 73 lần cảnh báo đỏ tính đến 13 giờ 37 phút ngày 18 tháng 9. Vẫn còn 36 huyện thị có hiệu lực cảnh báo mưa to. 51 huyện, 440.000 người ở Giang Tây gặp thiên tai. Mưa lớn liên tục ở Giang Tây đã khiến hơn 440.000 người ở 10 thành phố và 51 quận huyện thành phố bị thiệt hại. Một số ngôi nhà bị hư hại, một số khu vực đô thị bị ngập úng nghiêm trọng, một số đoạn đường đi lại khó khăn do nước đọng, một số cây cầu và con đường bị cuốn trôi, cây nông nghiệp bị ngập, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 400 triệu nhân dân tệ. Trong đó, Bình Hương, Thượng Nhiêu, thị trấn Cảnh Đức, Cán Châu và những nơi khác bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Vào ngày 18 tháng 9, 4 thành phố Bình Hương, Tân Dư, Cát An, Phủ Châu ở Giang Tây và phía Bắc thành phố Cán Châu, phía Nam thành phố Nghi Xuân đều phải hứng chịu những đợt mưa to hoặc dông tố, mưa to cục bộ. Phúc Kiến mưa to, núi lở kể từ 3 ngày trước đến nay. Hầu hết các huyện thị ở tỉnh Phúc Kiến đều bị nước mưa xâm nhập. Khu vực phía Bắc xuất hiện mưa to cục bộ. Theo công bố của Văn phòng Phòng chống lũ lụt tỉnh Phúc Kiến, từ 6 giờ ngày 18 tháng 9 đến 6 giờ ngày 19 tháng 9, tỉnh Phúc Kiến có 62 thị trấn và làng mạc ở 25 quận huyện thành phố có lượng mưa hơn 70mm, trong đó có 6 thị trấn và làng mạc ở 5 quận huyện thành phố có lượng mưa hơn 110mm. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục, tuyến đường sắt Ưng Hạ ở Phúc Kiến có một phần của lục địa đến phần thượng nguồn bị lở núi vì nước mưa. Dự báo thời tiết cho thấy, từ đêm ngày 18 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9, toàn tỉnh có mưa to và kèm theo sấm chớp. Lở núi ở Cù Châu, Chiết Giang, dân làng di rời khẩn cấp. Thành phố Cù Châu, tỉnh Chiết Giang liên tục xuất hiện mưa lớn vào lúc 1 giờ ngày 18 tháng 9, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn. Một trận lở đất bất ngờ xảy ra ở thôn Đại Hầu, làng Cửu Hoa, quận Kha Thành, Cù Châu. 107 dân làng đã được sơ tán khẩn cấp. Theo dự báo thời tiết ở Trung Quốc, trong 3 ngày tới, các nơi như đồng bằng Châu Giang vẫn còn có mưa to hoặc rất to. Các nơi như Giang Nam, Hoa Nam vẫn tiếp tục có mưa lớn. Một số khu vực có mưa to đến rất to, mưa to cục bộ. Tuần tới, vành đai mưa sẽ di chuyển về phía Bắc đến giữa và hạ lưu sông Dương Tử, động đất ở Đa Giao. Thưa quý vị, vào đêm ngày 18, một trận động đất mạnh 6 độ Richter đã xảy ra tại huyện Đa Giao, khu tự trị Choseongji, tỉnh Vân Nam. Tâm chấn nằm cách đó 5 km bên dưới gây rung động mạnh, thời gian kéo dài khoảng nửa phút. Trận động đất xảy ra vào khoảng 20 giờ 28 phút ngày 18 tháng 9 theo giờ Bắc Kinh ở bên ngoài thị trấn Liuzhu, huyện Đa Giao. Con đường từ thị trấn Liuzhu đến thế giới bên ngoài đã bị gián đoạn và nguồn điện tại tâm chấn đã bị cắt. Lực lượng tại chỗ đang tổ chức sửa chữa khẩn cấp. Một phụ nữ họ Si từ Bộ Chỉ huy Cứu trợ Động đất cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với trang web này rằng cô đang xem TV ở nhà khi trận động đất xảy ra vì độ sâu tiêu điểm chỉ là 5 km. Trận động đất đã được cảm nhận rất mạnh. Sau trận động đất, các nhân viên của trụ sở cứu trợ động đất ngay lập tức đến văn phòng làm việc. Theo báo cáo, 14 thị trấn và làng mạc ở quận Đa Giao đã cảm nhận được một trận động đất rất mạnh và một số lượng lớn các ngôi nhà bị sập.
tình hình thiên tai cụ thể vẫn đang được tiếp tục xác minh và thống kê. Tâm chấn của trận động đất này về cơ bản nằm cùng khu vực với trận động đất 6,2 xảy ra vào ngày 21 tháng 8 năm nay, nằm cách thành phố Đại Lý khoảng 100 km về phía đông bắc và cách thành phố Côn Minh khoảng 180 km. Các chấn động mạnh đã được cảm nhận ở Đại Lý và Côn Minh, thời gian kéo dài khoảng nửa phút. Cơ quan quản lý động đất tỉnh Vân Nam ngay lập tức đưa ra kế hoạch cấp 2 cho một trận động đất hủy diệt và một nhóm công tác gồm 31 chuyên gia và nhân viên của cục đã khẩn trương đến khu vực xảy ra thảm họa. Nhiệm vụ của tổ công tác bao gồm theo dõi tình hình động đất, đánh giá tình hình thiên tai và quan trắc các trận động đất mạnh. Vào lúc 8 giờ 28 phút ngày hôm đó, một trận động đất mạnh 6,0 độ Richter đã xảy ra tại huyện Dai Giao, tỉnh Chuseong, tỉnh Vân Nam. Theo thông tin được trang web của chính quyền tỉnh Chuseong công bố, tính đến 22 giờ ngày 18 tháng 9, trận động đất mạnh 6,1 độ Richter tại Dai Giao đã khiến tổng cộng 5.125 ủy ban thôn tại 421 thôn, làng thuộc 46 thị trấn bị thiệt hại, trong đó có 5 quận của tỉnh Chuseong có 116.551 hộ với 490.292 người bị ảnh hưởng, 62.078 hộ với 266.933 người, có 3 người chết ở quận Dai Giao, 15 người bị thương và 41 người bị thương nhẹ. Tính đến 22 giờ cùng ngày, đã có 1.487 con gia súc lớn bị chết do thiên tai, trong đó có 371.090 ngôi nhà bị thiệt hại, 3.642 căn nhà bị sập hoàn toàn và 58.436 căn nhà bị hư hỏng nhẹ và 544 trường học, 890 công trình thủy lợi với 247.153 m2 bị hư hại. Hư hỏng 156 trung tâm y tế, 168 tòa nhà văn phòng với 32.651 m2, 86 doanh nghiệp, 21 tòa nhà với cơ quan thị trấn và ủy ban thôn bản, vỡ 4 hồ chứa vừa, 148 hồ nhỏ và 597 đập ao, hư hỏng 42 km đường dây cấp điện và 9 trạm điện, bị hư hỏng 323 mương với 1.235 km, hư hỏng 43.496 km đường, 451 cầu cống, 44,6 km đường ống cấp nước đô thị và 14.868 m2 đường phố bị hư hỏng. Sơ bộ xác định thiệt hại về kinh tế là 613,19 triệu nhân dân tệ. Trang web của chính quyền tỉnh Chuseong ngày 19 tháng 9 cho biết hầu hết các khu vực bị ảnh hưởng đều nằm ở những vùng núi xa xôi và nghèo khó. Giao thông đi lại không thuận tiện, thông tin không hiệu quả. Tình hình thiên tai khó xác minh nên hiện tại vẫn đang được xác minh thống kê thêm. Vào khoảng 3 giờ 10 phút chiều ngày 19 tháng 9, phóng viên bản tin Spring City Evening News Kaiping News nhận được báo cáo từ một số người bạn. Chỉ vài phút trước, thành phố Chiêu Đông, tỉnh Vân Nam, một vụ lở đất quy mô lớn đã xảy ra trên đoạn đường cao tốc Jinu Feng Changgu của thị trấn New Jay, huyện Lianxian. Đoạn video gửi về cho thấy một ngọn núi phía trên đường bất ngờ xảy ra sạt lở, khối lượng lớn đất đá sạt lở ngay lập tức đổ xuống đường, vùi lấp đường rồi tiếp tục lao về phía ruộng, nhà và ruộng phía dưới. Trong đó có một ngôi nhà bị đất đá rơi xuống vùi lấp, chỉ còn trơ lại phần mái nứt và hư hỏng. Thì thoảng lại vang lên tiếng la hét của một số nhân chứng. Một trong những đoạn video cho thấy phần đầu xe ô tô cách chỗ sạt lở khoảng bằng không. Nếu tốc độ nhanh hơn thì đã nhấn chìm thân xe, sạt lở khiến người dân kinh hãi. Theo tìm hiểu sơ bộ, vụ sạt lở đất khiến hai người bị mắc kẹt và mất tích. Tình hình cụ thể cần có sự phê duyệt chính thức cuối cùng, nguồn tin cho biết. Điều này cũng được hiểu rằng sau khi vụ lở đất, đội cứu hộ, cứu hỏa huyện Chi Lang đã được điều động khẩn cấp đến hiện trường để cứu hộ. Vào lúc 17 giờ 40 phút, báo cáo sơ bộ của chính phủ huyện Chi Lang về vụ tai nạn thiên tai lở đất ở làng Hugo, thị trấn New Jay, huyện Chi Lang cho biết vào lúc 15 giờ 30 phút ngày Chủ nhật, văn phòng trực của chính quyền huyện Chi Lang nhận được tin báo rằng một vụ sập núi quy mô lớn đã xảy ra ở Fenjagu, làng Huagu, thị trấn New Jay, huyện Chi Lang. Theo thông tin sơ bộ, vào lúc 14 giờ 40 phút cùng ngày, một khu vực rộng lớn của ngọn núi bị sạt lở ở Fenjagu. Một nhóm dân cư làm nhà mới ở làng Hugu, thị trấn New Jay, liên quan đến khoảng 25.000 m2. Một nhà máy chăn nuôi ở đây đã bị đè bẹp và bị sập. Hai người bị vùi lấp là Deng Kukai, nam 46 tuổi, Deng Lukian, nam 24 tuổi và 6 phương tiện bị hư hỏng do đá lăn trúng. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, chính quyền huyện ủy Chi Lang rất coi trọng. Các đồng chí lãnh đạo, chính quyền của huyện ủy dẫn đầu là phó chánh án huyện phụ trách, cũng như công an quản lý khẩn cấp tài nguyên thiên nhiên y tế
phòng cháy chữa cháy, cảnh sát giao thông và chính quyền thị trấn New Jay ngay lập tức nhanh chóng đến hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ vụ tai nạn. Thưa quý vị, có hơn 400 học sinh ở Zhejiang, Phúc Kiến bị lũ lụt bao vây suốt một ngày đêm. Vừa qua, bị ảnh hưởng bởi mưa lớn liên tục, trường trung học cơ sở thứ hai ở thành phố Zhanjiang, Phúc Kiến đã bị ngập tầng trệt của tòa nhà dạy học và hơn 400 học sinh ở trường học bị lũ bủa vây. Sau đó, hơn 400 học sinh đã được chuyển đến nơi an toàn lúc 18 giờ cùng ngày, trong khi mưa lớn cục bộ vẫn tiếp diễn. Sáng ngày thứ Sáu vừa qua, trường trung học cơ sở số 2 Zhejiang nhận được thông báo từ Văn phòng Phòng chống lũ lụt địa phương về việc sơ tán an toàn của hơn 400 học sinh. Sau khi báo cáo, cơ quan quản lý giáo dục đã đưa ra quyết định và ngay lập tức sắp xếp cho các học sinh nội trú rời trường an toàn. Do một số học sinh nội trú ở quá xa và giao thông ở một số thị trấn ở Zhejiang bị gián đoạn nên để học sinh ở lại trường, hai lãnh đạo có liên quan của phòng giáo dục và hơn 30 giáo viên cũng ở lại bảo vệ những học sinh này. Đến 3 giờ chiều, lũ bắt đầu tràn vào khuôn viên. Các sinh viên đã được bố trí nghỉ ngơi tại khu ký túc xá phía trên tầng 3 một cách trật tự. Lãnh đạo nhà trường, giáo viên trực, giám đốc ký túc xá mỗi người thực hiện trách nhiệm của mình. Các học sinh đọc sách và học tập hoặc chơi cờ vua một cách trật tự. 9 giờ tối, giáo viên trực kể chuyện cho học sinh nghe. Học sinh lần lượt chìm vào giấc ngủ. Trong đêm không ngủ này, một thầy giáo trực hành lang cứ chốc chốc lại dùng đèn pin truyền bản tin về sự an toàn của học sinh cho các thành viên trong đội chống ngập chờ sẵn ở cổng trường. Từ 1 giờ sáng đến 5 giờ sáng, các sĩ quan và binh sĩ từ một đơn vị đóng quân tại Phúc Khánh thuộc quân khu Nam Kinh được lệnh đến trường cấp 2 Zhejiang để chuyển hơn 20 người nhà của các giáo viên từ khu nhà tập thể cũ ở cuối phía nam của trường cấp 2 số 2. Đến chiều, nước lũ bắt đầu rút chậm. Được sự giúp đỡ của cán bộ chiến sĩ, một đơn vị đóng quân tại Phúc Khánh thuộc quân khu Nam Kinh và đội cấp cứu địa phương, các học sinh đã sơ tán an toàn đến trường bằng thuyền xung kích và bè tre. Sau khi liên lạc với phụ huynh của các em, Đài Tinh Xin hơi sợ khi đã hơn 1 giờ đêm, nhưng giáo viên cả đêm không ngủ và đang đợi ở bên cạnh chúng tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy thoải mái hơn. Đài Tinh Xin thực sự chìm vào giấc ngủ vào ban đêm. Một học sinh đã được chuyển đến an toàn, nói với các phóng viên. Sau khi chứng kiến việc chuyển con thành công, cha của Đài Tinh Xin đã nắm lấy tay các cán bộ, chiến sĩ và giáo viên ngày đêm canh giữ học sinh và nói: "Con gái tôi đã ở bên trong được một ngày, gia đình chúng tôi rất lo lắng. Tôi nhìn thấy con tôi an toàn và đang đi ra trên một chiếc thuyền, cảm ơn rất nhiều." Phóng viên được biết từ người dân làng Gông San, thị trấn San Phang, quận tự trị Gông Liao Miao, thành phố Liễu Châu, Quảng Tây, rằng cây cầu dây xích duy nhất nối với thế giới bên ngoài ở làng Công San, thị trấn Sang Phang đã bị lũ phá hủy và hơn 30 người trong làng đã bị bao vây bởi lũ lụt. Phóng viên tại hiện trường chứng kiến lớp phụ ở hai đầu cầu cáp sắt ở làng Công Nan cũng bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Một nửa bản mặt cầu bị ngâm nước khiến người dân không thể qua lại. Hoàng Gian Hồng, một người dân ở làng Công Gan, thị trấn San Phang, nói với các phóng viên rằng cây cầu dây cáp sắt đã bị cuốn trôi bởi trận mưa lớn vào trước đó một ngày. Cây cầu này là con đường duy nhất cho hơn 30 người dân trong làng đi lại. Hiện tại, hơn 30 người dân trong làng đã bị lũ lụt vây hãm và chỉ có thể dựa vào một chiếc thuyền nhỏ để đi lại. Theo quan trắc của Bộ phận Khí tượng địa phương, lượng mưa tại thị trấn San Phang từ 0 giờ đến 8 giờ ngày hôm đó là 285,1 mm. Đây là lượng mưa lớn nhất kể từ khi ghi nhận được của khí tượng địa phương. Các phóng viên được biết từ Viện Giáo dục và Khảo thí tỉnh Hồ Nam rằng Trung tâm Kiểm tra Đầu vào Đại học của trường trung học Chukai ở huyện Supu, Hồ Nam, nơi không thể tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học đúng giờ do lũ lụt, đã được đưa vào sử dụng. Vào sáng ngày hôm đó, tại huyện Supu, có một cơn mưa lớn bất ngờ. Đến trưa, Trung tâm Khảo thí trường trung học cơ sở Chukai đã bị lũ lụt bao vây do địa hình thấp. Phòng giáo dục huyện Supu ngay lập tức báo cáo tình hình theo từng cấp độ và đội thanh tra kỳ thi tuyển sinh đại học tỉnh Hồ Nam. Chính quyền thành phố Hoài Hoa và Cục Giáo dục ngay lập tức đến huyện Supu để chỉ huy. Sau khi nhận được báo cáo, Viện Khảo thí Giáo dục tỉnh Hồ Nam đã ngay lập tức tiến hành nghiên cứu và nhanh chóng thông qua việc kích hoạt kế hoạch khẩn cấp. Trường trung học cơ sở Chukai có 27 phòng thi với tổng số 810 thí sinh. Theo kế hoạch khẩn cấp, họ đã mở 23 phòng thi dự phòng ở trường trung học cơ sở số 2, quận Supu và mở 4 phòng thi dự phòng ở trường trung học cơ sở thị trấn Lufeng.
từ 12 giờ 30 phút, các sở giáo dục, công an và các sở ngành bắt đầu tổ chức cho thí sinh và cán bộ coi thi di chuyển vào phòng thi luân phiên bằng xuồng xung kích. Theo giới thiệu của Viện Khảo thí Giáo dục Hoài Hoa, các phòng thi mở cửa lần này đều được trang bị hệ thống giám sát video, thiết bị nhận dạng thẻ căn cước, hệ thống che chắn thông tin liên lạc không dây và các thiết bị khác giống như phòng thi tiêu chuẩn. Đến 16 giờ 20 phút, toàn bộ thí sinh và cán bộ coi thi đã được chuyển vào phòng thi luân phiên an toàn. Thí sinh vào phòng thi sau khi kiểm tra an ninh trong điều kiện đảm bảo an toàn, bảo mật giấy tờ dự thi. Môn thi ngoại ngữ bắt đầu từ 16 giờ 30 phút và thực hiện theo thể thức thi bình thường. Sau buổi thi, các bộ phận liên quan của huyện Supu đã hỗ trợ cơm hộp, nước uống cho thí sinh và cán bộ coi thi. Đến khoảng 19 giờ, lượng mưa giảm dần và lũ bắt đầu ngớt. Phòng giáo dục huyện Supu và trường trung học cơ sở đã bố trí các nhân viên đặc biệt để đưa thí sinh và cán bộ coi thi về trường và nơi ở an toàn. Quý vị thân mến, một năm trước, một cư dân mạng đã đặt một câu hỏi trên Jihu: tại sao lại không xảy ra tình trạng ngập úng ở Hu Long Wan, ở Trường Bình khi trời mưa lớn ở Bắc Kinh? Một năm sau, một trận mưa lớn đã biến Hu Long Wan và khu vực lân cận trở thành khu vực biển nước. Khu vực lân cận ga Hu Long Wan đã trở thành vùng biển. Đây cũng là trung tâm phân phối chuyên sâu nhất cho những người làm lập trình viên ở Bắc Kinh. Mỗi ngày, hơn 100.000 nhân viên Internet ra vào như thủy triều ở ga tàu điện ngầm Shiangqi. Trong cơn mưa, cư dân mạng thích thú chế nhạo câu hỏi tại sao những nhân viên của công ty Internet này dù đang lội hay bơi trong mưa bão vẫn phải đi làm. Cuối cùng, họ đi đến kết luận bởi vì người Trung Quốc nghèo. Nhưng dù thế nào đi nữa, đằng sau vô vàn những lời giễu cợt chế giễu, thế giới bên ngoài cũng đặt ra một câu hỏi đáng được quan tâm: tại sao Bắc Kinh lại ngập lụt mỗi khi trời mưa? Ngoài ra, Bắc Kinh còn có một câu hỏi đáng quan tâm nữa là thời gian này, tại sao mưa ở Bắc Kinh lại rơi nhiều và kéo dài như vậy? Từ ảnh mây vệ tinh lúc 9 giờ ngày 18 tháng 9 có thể thấy có một vành đai mây lớn từ Nam lên Bắc liên tục vận chuyển nước mưa từ phía Nam lên Bắc Kinh. Bản đồ mây lúc 8 giờ ngày 19 tháng 9 cho thấy dải mây chỉ di chuyển một chút về phía đông. Kết quả là Bắc Kinh lại tiếp tục mưa. Các chuyên gia khí tượng mô tả trận mưa lớn ở Bắc Kinh là phiên bản bầu trời của dự án chuyển nước Nam Bắc. Hiệu ứng đảo mưa đề cập đến thực tế là vào mùa hè, lượng khí thải từ điều hòa không khí và ô tô tăng cường dẫn đến việc hình thành không khí nóng trên khắp thành phố, khó phát tán trong các tòa nhà cao tầng, mưa đá. Vừa qua, Bắc Kinh và các khu vực lân cận phải hứng chịu trận mưa lũ lớn nhất trong vòng 62 năm. Tính đến nay, 79 người ở Bắc Kinh đã chết vì mưa xối xả. Theo số liệu của cơ quan báo cáo tình hình thiên tai Bắc Kinh, trận mưa xối xả đã khiến 10.660 ngôi nhà bị sập và 1.602 triệu người bị ảnh hưởng. Vào ngày 19, Bắc Kinh lại trải qua trận mưa cực lớn, lượng và thời gian mưa đều phá kỷ lục ở Bắc Kinh vào năm ngoái. Đây là trận mưa lớn nhất trong 62 năm và khiến ít nhất 77 người thiệt mạng. Từ ngày 19, tại Bắc Kinh bất ngờ xảy ra mưa dông và sấm sét, ảnh hưởng bởi cơn mưa xối xả. Nhiều nóc cống đường không chịu nổi dòng nước chảy xiết đã nhảy loạn xạ trên đường. Người dân chỉ còn cách bỏ xe chạy. Gần đây, thời tiết bất thường ở Trung Quốc thường xuyên xảy ra. Nhiều tỉnh ở lưu vực sông Dương Tử bị hạn hán và thiếu nước. Tình trạng thiếu nước ở Tứ Xuyên cũng dẫn đến tình trạng thiếu điện nghiêm trọng. Một cơn bão mới đã được tạo ra ở Thái Bình Dương. Sáng ngày 20 tháng 9, Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc liên tiếp đưa cảnh báo màu xanh về mưa lớn và cảnh báo màu vàng về nhiệt độ cao như ở Giang Tây, Hồ Nam và những nơi khác có thể lên tới 40 độ C. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc đã đưa ra dự báo thời tiết vào lúc 6 giờ sáng ngày 20 tháng 9, cảnh báo mưa lớn, có mưa to hoặc mưa rất to ở Nam Sơn Đông, Trung và Bắc Giang Tô và những nơi khác. Trong số đó đã có mưa bão lớn với lượng mưa từ 100 đến 190 mm ở các khu vực Đông Nam, Thiểm Tây, Đông Bắc lưu vực Tứ Xuyên và Tây Bắc Trùng Khánh. Dự báo sẽ kèm theo mưa lớn trong thời gian ngắn. Lượng mưa tối đa hàng giờ từ 50 đến 70 mm, cục bộ có thể lên trên 90 mm và sẽ xuất hiện mây đối lưu mạnh như dông và gió mạnh. Đài quan sát khí tượng Trung ương của Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo màu xanh lam về mưa lớn. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc cũng đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao màu vàng. Trung và Bắc Quảng Đông và hầu hết Quảng Tây sẽ bị ảnh hưởng có nhiệt độ cao từ 35 đến 39 độ C trên mặt đất. Trong số đó, các khu vực cục bộ ở miền Trung và Nam Hồ Nam, miền Trung và Nam Giang Tây và những nơi khác có thể lên tới trên 40 độ C. Đài quan sát khí tượng Trung ương của Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao màu vàng. Theo trang web Cục Khí tượng Trung ương của Đài Loan, cơn bão số 11 năm nay được xếp vào loại bão nhẹ vào sáng sớm ngày 20 tháng 9.
vị trí tâm của Xuân Lạn vào lúc 2 giờ ngày 20 tháng 9 ở 27,0 độ Vĩ Bắc và 146,7 độ Kinh Đông với tốc độ 22 km/h hướng Tây Bắc, áp suất trung tâm là 998 HPA, tốc độ gió cực đại gần tâm là 20 m/s, sức gió cực đại tức thời là 28 m/s và bán kính của gió bão cấp 7 là 100 km. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc dự báo bão số 11 di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 25-30 km/h, cường độ mạnh dần nhưng 3 ngày tới sẽ không ảnh hưởng đến vùng biển Trung Quốc. Thưa quý vị, dân làng ở Jumadian, Hà Nam bị bão lũ bao vây trong hơn 10 ngày mà không có thức ăn. Phóng viên đã báo cáo rằng làng của tôi đang bị bao vây bởi dòng nước xoáy. Sáng ngày 19 tháng 9, dân làng từ nhóm làng Gutushian của làng Gawungu, thị trấn Jugu, huyện Khuê San đã gọi điện cho phóng viên. Nhóm dân làng nằm dưới chân núi Gutu có hơn chục hộ gia đình, phía trước làng được bao bọc bởi sông Gutu. Sáng ngày 19 tháng 9, phóng viên đã đến với ngôi làng nhỏ miền núi này với nhiều khó khăn khi vượt qua núi Gutu. Cầu Ma Sui trên sông đã bị lũ cuốn trôi, dân làng không thể lái xe ba bánh ra khỏi núi để làm mì. Nhiều túi mì của người dân đã cạn sạch. Theo báo cáo, hơn 10 ngày trước sau một trận mưa lớn đã xảy ra một trận lũ quét và phá hủy cầu Ma Sui. Trong nhiều ngày qua, lũ quét không giảm đáng kể và sông Gutu mực nước dâng rất cao. Lũ bao vây tứ phía, bị bao vây bởi những cơn lốc núi. Cheng Jiwan, một cư dân trên núi nói, đất ở làng tôi đều là núi ở bên kia sông. Khi nào trời nắng, khi nào lũ quét trên sông Gutu sẽ giảm đáng kể. Phóng viên đã liên hệ với Đài quan sát khí tượng hạt Khuê San và Đài quan sát khí tượng Jumadian. Buổi trưa hôm đó, Cục Khí tượng đưa ra câu trả lời rõ ràng. Lượng mưa lớn ở khu vực sông Gutu đã đi qua, hai ngày nữa lũ quét ở sông Gutu sẽ giảm đáng kể. Sau khi phóng viên kịp thời thông báo cho người dân miền núi thông tin này, những người dân miền núi đã lộ ra nụ cười rạng rỡ. Người dân miền núi cho biết, sau trận lũ quét, gia đình nào cũng đóng góp xây dựng lại một cây cầu bê tông vượt lũ. Động đất ở Hai Trang. Thưa quý vị, trận động đất Hai Trang là một trận động đất lớn xảy ra ở Hai Trang, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc vào ngày 18 tháng 9 vừa qua. Vào lúc 19 giờ 36 phút, một trận động đất mạnh với cường độ 7,3 độ Richter đã xảy ra tại khu vực huyện Hà Thành và Anh Khẩu. Do các nhà khoa học Trung Quốc dự đoán chính xác về trận động đất và đưa ra các dự báo ngắn hạn kịp thời, đã có 18.308 người thương vong trong khu vực, chỉ chiếm 0,22% tổng dân số, trong đó có 1.328 người bị chết, chiếm 0,02% tổng dân số, 4.292 người bị thương nặng, 12.688 người bị thương nhẹ, chiếm 0,2% tổng số người bị thương nhẹ. Đây là lần duy nhất trong lịch sử loài người có một trận động đất được dự đoán chính xác. Trận động đất ở Hai Trang là trận động đất lớn nhất từng được ghi nhận trong khu vực. Khi động đất chiếu vào mặt đất âm ầm, 90% người dân trong khu vực động đất đã nhìn thấy hiện tượng phát sáng ở độ cao thấp. Màu ánh sáng và hình ảnh ánh sáng nhìn xa và gần không giống nhau. Ở gần có thể thấy các dải sáng trắng dài, ở xa có thể thấy các tia chớp đỏ, vàng, lam, trắng, tím. Ngoài ra, người ta còn thấy ánh sáng trắng xanh phát ra trực tiếp từ khe nứt trên mặt đất, cũng như những quả cầu ánh sáng hồng ló ra từ các lỗ thông hơi trong lòng đất. Ở Hai Trang, Jingku và Panjin, người ta thường nghe thấy những âm thanh giống như tiếng sấm bị bóp nghẹt. Tâm chấn của trận động đất có diện tích 760 km2, hầu hết các ngôi nhà và các tòa nhà khác nhau trong khu vực bị lật đổ và phá hủy, đường sắt bị bẻ cong một phần, cầu bị hư hỏng, các vết nứt, hố sụt, cát và nước xuất hiện trên mặt đất và hầu như tất cả các ống khói đều bị phá hủy. Trận động đất được cảm nhận trên một phạm vi rộng từ Nanjiang và Mudanjiang ở tỉnh Hắc Long Giang ở phía Bắc, Sukian ở tỉnh Giang Tô ở phía Nam, thị trấn Yuan ở khu tự trị Nội Mông và phía Tây và phía Đông đã vượt ra ngoài biên giới với Triều Tiên với bán kính 1.000 km. Trận động đất xảy ra ở miền Trung và miền Nam của bán đảo Liêu Đông có nền kinh tế phát triển và đông dân cư trong khu vực cường độ động đất 7,0 độ Richter có 3 thành phố lớn là An Sơn, Anh Khẩu và Liêu Dương. Với dân số 1,678 triệu người, còn có 11 quận như Hà Thành, Anh Khẩu và Ban San với dân số 6,67 triệu. Tổng dân số là 8,348 triệu người, trong đó dân số đô thị chiếm 20%. Mật độ dân số trung bình khoảng 1.000 người một km2. Tỉnh Liêu Ninh là một trong những cơ sở công nghiệp của Trung Quốc và tổng giá trị sản lượng của ngành công nghiệp nặng đứng đầu cả nước.
khu liên hợp gang thép ở thành phố An Sơn được mệnh danh là thủ phủ thép của cả nước. Khu vực này có giao thông thuận tiện, mạng lưới đường cao tốc và đường sắt dày đặc, là đầu mối giao thông quan trọng của vùng Đông Bắc Trung Quốc. Ngoài ra còn có một hồ chứa lớn và 109 hồ chứa vừa và nhỏ. Do trận động đất xảy ra ở khu vực đông dân cư và công nghiệp hóa nên, nó đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các cơ sở và công trình trên mặt đất. Thiệt hại do trận động đất gây ra rất phức tạp và đa dạng. Theo thống kê, sau trận động đất đã gây ra thiệt hại cho các tòa nhà khác nhau trong thị trấn, chiếm 12,8% tổng diện tích ban đầu, và thiệt hại cho các cơ sở công cộng còn nghiêm trọng hơn. Trong đó, gần 30.000 mét đường giao thông bị phá hủy, hơn 160.000 mét đường ống cấp thoát nước, hơn 1 triệu mét đường cấp điện, hơn 450.000 mét đường dây thông tin liên lạc, hơn 400 ống khói lớn nhỏ, mất nhiều thiết bị công nghiệp và tư liệu sản xuất. Khu vực nông thôn bị phá hủy 27,1% diện tích ban đầu, 38 km đường bị phá hủy, hơn 2.000 cây cầu bị các loại, hơn 700 công trình thủy lợi, hơn 800 km của các con đập và hơn 180 công đất nông nghiệp bị bao phủ bởi nạn phun cát hàng km vuông, do đó vật tư và thiết bị sản xuất cũng bị thiệt hại lớn. Về thiệt hại kinh tế, trong toàn bộ khu vực động đất, 5 triệu mét vuông nhà ở đô thị bị hư hại, 1,65 triệu mét vuông cơ sở công cộng đô thị bị hư hại, 17,4 triệu mét vuông nhà ở nông thôn bị thiệt hại, 2.937 giao thông đô thị và nông thôn và nước tại các cơ sở bảo quản bị hư hại. Tổng cộng thiệt hại là 810 triệu nhân dân tệ. Thiệt hại do động đất ở khu vực thành thị và khu công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn hơn. So sánh hai bên thì khu vực thành thị chiếm 61% tổng thiệt hại và khu vực nông thôn chiếm 39%. Vì trận động đất xảy ra vào mùa đông khắc nghiệt của tháng 12 âm lịch, nên sau trận động đất, thảm họa đóng băng thứ cấp và hỏa hoạn rất nghiêm trọng. Theo thống kê, có tổng cộng 8.271 người thiệt mạng hoặc bị thương trong thảm họa băng giá, trong đó có 372 người chết vì ngạt thở và 6.578 người bị chết cóng. Thương vong do thảm họa thứ cấp nêu trên chiếm 32% tổng số thương vong. Một tỷ lệ khá đáng kinh ngạc, là một bài học đáng ghi nhớ. Ngay sau trận động đất ở Hai Trang, chính quyền tỉnh Liêu Ninh đã thành lập trụ sở cứu trợ động đất của tỉnh tại huyện Hai Trang trong đêm, với các văn phòng, y tế và chăm sóc sức khỏe, cung cấp vật tư, bảo trì khẩn cấp, an ninh công cộng, dự báo động đất và các cơ quan khác để chỉ huy và thực hiện ngay việc cứu trợ thiên tai và tìm các biện pháp đối phó. Sau trận động đất, dưới sự lãnh đạo của chính quyền các cấp, nhân dân vùng bị thiên tai đã nêu cao tinh thần tự lực tự cường, nhanh chóng khôi phục sản xuất, xây dựng lại nhà cửa. Khi tiếp tục sản xuất, nhà nước và tỉnh đã đầu tư 1,03 tỷ nhân dân tệ, và khu vực động đất đã tự huy động được 250 triệu nhân dân tệ. Về xây dựng lại nhà cửa, tổng số 8,57 triệu mét vuông nhà ở đã được xây dựng ở nông thôn, 3,55 triệu mét vuông nhà ở và 110.000 mét vuông công trình công cộng đã được xây dựng.